Xin chào bạn đọc của báo Sài Gòn Tiếp Thị và các thành viên của group Ăn Ngon Nấu Khéo. Mình là Ngọc Dung, biên tập viên của báo Sài Gòn Tiếp Thị. Như mọi người biết, mai là Giáng sinh. Đây là dịp để mọi người quây quần họp mặt và cùng thưởng thức các món ăn ngon. Chính vì thế mà hôm nay Ngọc Dung mời đến đây anh Vũ Nguyên, bếp trưởng nhà hàng phố Bùi Viện Food and Beer. Chào Dung, chào mọi người. Đầu tiên thì cảm ơn anh Vũ Nguyên đã nhận lời mời để tham gia chuyên mục ẩm thực của báo Sài Gòn Tiếp Thị. Và hôm nay thì không biết là anh sẽ giới thiệu món ăn gì? Hôm nay thì Nguyên sẽ giới thiệu đến các bạn món gà ta đúc lò. Thường thì mình sẽ nghe là gà tây đúc lò, nhưng mà để hợp khẩu vị của người Việt Nam hơn thì Nguyên sẽ sử dụng gà ta. Gà ta nó dễ mua và gà tây hiện tại thì trong giai đoạn này rất là khó mua. Và để chuẩn bị cho món gà ta đúc lò thì mình sẽ chuẩn bị các gì ạ? Để chuẩn bị cho món gà ta đúc lò thì phải có gà, ba loại xông khói, dăm bông, rau củ ăn kèm, nấm mỡ, cà chua bi, khoai tây bi, bắp và bông cải xanh. Gia vị của món này thì mình sẽ có là ớt bột, tiêu, đường và muối, mật ong, tiêu đỏ, trứng gà. Nhưng thấy ở đây có một cái gia vị rất là đặc biệt chính là tiêu đỏ đúng không ạ? Tiêu đỏ nó là một cái loại mà cũng không thể thiếu trong món ăn của người châu Âu. Nó có đặc sản của người châu Âu rồi. Đặc sản. Và đây cũng là một cái gia vị để tạo nên mùi vị đặc trưng của món gà ta đúc lò. Đúng rồi. Và bây giờ mình bắt đầu thực hiện luôn được chưa? Ok. Và để sơ chế món ăn này đó thì đầu tiên chúng ta sẽ là làm nhân để nhồi vô gà. Chúng ta sẽ cắt là hành baro, cắt hạt lựu. Sau đó chúng ta sẽ cắt hành cần tây. Cần tây chúng ta cũng sẽ cắt hạt lựu. Đến là hành tây. Tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ cắt hột lựu. Rồi, dăm bông chúng ta cũng sẽ cắt hột lựu. Chúng ta sẽ có ba loại xông khói và chúng ta sẽ cắt nhỏ ra. Và một ít nấm mỡ. Và sau đó chúng ta sẽ bắt bếp và xào nhân này lên. Cho một ít bơ vào chảo. Bơ mà nó tan rồi đó, chúng ta sẽ cho cái thau này vào. Ta sẽ cho một ít tiêu đỏ. Một nhánh rosemary.
đó chúng ta sẽ thêm một ít muối, một ít tiêu xay và một ít ớt bột. Nên nhớ là các bạn sẽ xào lửa nhỏ để cho mà những thịt này nó săn lại và nó không bị cháy. Rồi, chúng ta tắt bếp và cho ra lại cái thau này. Rồi, chúng ta đã làm xong phần nhân. Và phần nhân này chúng ta sẽ cho thêm một cái lòng đỏ trứng gà vô. Và chúng ta trộn đều lên. Chúng ta để qua một bên và phần tiếp theo chúng ta sẽ ướp gà. Ướp gà thì mình sẽ ướp với một ít muối. Một ít tiêu. Ớt bột. Và dầu ăn. Sau đó chúng ta sẽ nhồi nhân này vào và cắm bụng muỗng gà. Lưu ý là gà mình sẽ mổ môi nha. Thêm chúng ta sẽ cho một lát chanh vàng vô để cho gà nó có độ thơm, thì mình cắt chanh ra làm bốn luôn. Và một ít nhánh cần tây, lá. Chúng ta sẽ cắt nhỏ ra. Và một ít ngò tây, tương tự chúng ta cũng cắt nhỏ. Chúng ta cho hết phần này vào trong gà. Sau đó chúng ta sẽ đem đi đúc lò. Rồi. Đúc lò thì chúng ta sẽ đúc lò trong vòng 45 phút với nhiệt độ là 150 độ. Tiếp theo sau đó chúng ta sẽ làm phần nước sốt mà để quét gà. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho dầu ăn. Rồi. Một ít ớt bột để tạo màu cho gà. Một ít mật ong để cho da gà nó có màu vàng nâu. Một ít muối. Và một ít nước cốt chanh. Nước cốt chanh đây thì Nguyên sẽ sử dụng chanh vàng. Chanh thì sử dụng nó để cho nó tạo độ giòn của da gà. Chúng ta sẽ quậy đều lên. Cứ khoảng 30 phút thì chúng ta sẽ mở lò rồi quét vào phần da gà này. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng mà sau đó chúng ta sẽ sơ chế là rau củ ăn kèm là nấm mỡ, khoai tây bi, cà chua bi, bắp, bông cải. Đầu tiên là chúng ta sẽ cắt bắp, luộc bắp.
Tây Nguyên đã sẵn một nồi nước sôi rồi thì chúng ta sẽ luộc thôi. Khoai tây bi, để thay thế khoai tây bi thì chúng ta sẽ khoai tây chiên hay là khoai tây Việt Nam cũng được. Bông cải xanh thì Nguyên đã cắt sẵn rồi. Nấm mỡ, bí ngòi, chúng ta sẽ luộc ở nhiệt độ là nước sôi thì luộc khoảng chừng 5 phút thì rau củ này nó sẽ chín đều. Trong khi luộc, Nguyên sẽ cho một ít muối để giữ được màu xanh tươi của rau củ. Trong thời gian luộc thì Nguyên sẽ là cắt nấm mỡ và chuẩn bị cho phần nước sốt chấm gà. Ở đây Nguyên sử dụng nấm mỡ, sốt nấm. Nấm thì mình sẽ cắt hột lựu. Hành tây cũng cắt hột lựu luôn nha. Một ít là rosemary. Rau củ chín rồi chúng ta sẽ vớt ra cho một ít thau, sau đó chúng ta sẽ xào với bơ. Ta sẽ cho một ít bơ vô đây. Chúng ta cắt nhuyễn một ít ngò tây sắc nhuyễn để nêm vào phần rau củ. Chúng ta sẽ cho tất cả các rau củ này vào sẽ hòa. Bạn lưu ý khi xào này chúng ta xào ở lửa lớn. Khi xào chúng ta sẽ cho nêm một ít lợm muối để cho có vị mặn, một ít tiêu. Sau đó chúng ta nêm một ít ngò tây cắt nhuyễn vào. Rồi, tắt bếp, chúng ta cho ra một thau để nguội. Sau đó chúng ta sẽ, nãy giờ cũng được là 30 phút rồi thì Nguyên sẽ quét cái phần sốt này vào trong gà để cho da gà của chúng ta nó có vị giòn và màu cũng đẹp hơn. Chúng ta sẽ quét đều lên phần da gà này. Lưu ý là các bạn cắt hai lần nha. Rồi tiếp tục, sau đó chúng ta sẽ nướng thêm 30 phút nữa.
Tiếp tục chúng ta sẽ làm nước sốt mà để ăn kèm với gà lúc lò. Cho một ít dầu ăn. Chúng ta cho phần hành tây và nấm mỡ vào xào. Với cái bảng xào vàng những cái này á, thì chúng ta sẽ cho nước vào để nó khỏi bị cháy. Ta cho một ít tiêu đỏ, một ít đường. Quất muối. Ta sẽ cho một ít rosemary vào để cho nó có mùi thơm. Tiếp theo mình sẽ cho một ít rượu vào. Mình sẽ cho một ít sữa tươi để tạo độ béo. Mình sẽ hầm cái này trong vòng là 5 phút. Lưu ý chúng ta hầm mở lửa nhỏ. Món ăn của chúng ta cũng sắp hoàn thành đó, thì Nguyên sẽ chuẩn bị là decor và trang trí cho nó bắt mắt một tí. Thơm quá, không biết là món ăn của mình đã hoàn thành chưa Nguyên? Thì món ăn của mình đã hoàn thành. Mình sẽ lấy gà ra. Ôi, nhìn cái... Nhìn màu bắt mắt lắm nha. Thơm, cực kỳ thơm luôn. Không biết là giờ có thưởng thức được chưa nha. Bây giờ mình sẽ lấy gà ra trang trí với đi con. Cho rau củ quả lên. Ăn vô ngược đó là thấy là có bắp nè, bắp cải xanh. Ngoài ra nếu mà mình muốn ăn chung với một số rau khác thì có thể là ăn kèm với bánh salad.
Để đánh giá một món ăn chuẩn hương lẫn vị, đặc biệt chính là món gà ta lúc lò như thế này, thì mình sẽ dựa vào những tiêu chí nào đây? Tiêu chí thì thứ nhất là mình chọn món tươi ngon, thứ hai là mình tẩm ớt vừa đủ đúng công thức, thứ ba là nhiệt độ, thứ tư là thời gian thành lớn. Đúng. À, bề ngoài như thế này là mình cũng xét là một trong những tiêu chuẩn đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì thưởng thức được không? Bây giờ anh sẽ cắt và để con theo một miếng là được. Dạ. Dạ, rất là giòn. Và ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại.